em Margo, em muốn gì? Ồ, bánh quế sao? Mọi người có thể làm được không? Tớ có vẻ nhìn thấy khuôn mặt của các bạn là nó rất dễ dàng đấy chứ. Thực ra là không. Có lẽ mình sẽ cố gắng ứng biến một cái gì đó. Một vài quả trứng và một vài bánh. Ôi, tất nhiên là đường. Thôi được rồi, mình cứ cho vào là được. Nào, bây giờ mình ngoáy nó lên. Nào, có vẻ như là ổn đấy chứ. Ngọt phết. Tớ tưởng là xong rồi. Trời ơi, tại sao nó không mở? Tớ đang đổ bánh của tớ vào đây. Ồ, có vẻ như là nấu ăn rất là dễ dàng đấy chứ. Ôi, tại sao lại không được gì nhờ? À, đây rồi. Cái này nó không làm việc. Vậy thì tớ sẽ bật nó lên như này nhá. Ôi không, trời ạ, nó đang cháy. Ôi trời ạ, bây giờ tớ phải xịt cái này thôi. Ôi trời ạ, tớ làm được rồi. Ôi, mọi thứ đã ổn. Sao, bánh ngô phục mình sao vậy? Mình đã làm bột của bánh quế xong rồi. Bây giờ chỉ cần chiên chúng lên thôi. Nhưng mình sẽ không dùng thiết kế bình thường, mà mình sẽ làm chiếc bánh này rất là hay, rất là đẹp. Ôi, một con gấu và một con thỏ sẽ đáng yêu hơn. Xinh, đầy tớ tận tụy của tớ. Cảm ơn vì sự tâm trạng giúp đỡ của cậu. Bột này có vẻ như thiếu một cái gì đó. Ví dụ như đôi mắt yêu thích của mình. Thử một cái nào. Ôi, lỡ đâu nó có độc thì sao? Không sao đâu. Đây là cái bột mà mình sẽ có thể làm được. Tuyệt lắm. Rất là hoàn hảo. Đầu bếp có gì đấy? Mình sao? Ôi, đây mình đây. Mình có một cái rất là hay. Ôi, đẹp lắm. Bây giờ thì cho thêm cái thứ hai vào. Vậy chúng ta sẵn sàng rồi. Nhìn cũng không ngon lắm đâu. Thinh, biết làm gì rồi đấy. Ôi, trời ạ, tay ơi, cậu đang làm gì đấy? Ôi, đầu bếp có vẻ như đang rất là buồn cười. Nhưng mà... Ôi, cậu làm gì vậy? Ôi, không, trời ạ, bây giờ mình hiểu rồi. Ôi, trời ạ, ôi không, mình đã làm gì thế này? Ôi không, ôi đỡ hơn rồi đấy. Mọi người sẵn sàng hết chưa? Nào, thử đi Margo. Cái này là cái gì? Eo ơi, đáng ghê sợ thế. Ôi, mình thử cái này đây. Ừ, vị cũng không tệ lắm. Ồ, thế còn cái này là cái gì nữa đây? Mở ra nào. Wow, trời ạ, bánh quế với cả mắt kẹo dẻo sao? Cái này ngon lắm luôn đấy. Ồ, trời ạ, thật là tuyệt vời. Bánh waffle của Wednesday sẽ chiến thắng. Wow, xin chúc mừng Wednesday, cậu đã chiến thắng rồi đấy. Hãy đi xa hơn nữa nhé. Margo, em muốn gì? Sữa cốc tai sao? Sẽ được thực hiện thôi, đúng không các bạn? Mọi người có biết nấu nó không đấy? Hoàn hảo. Nào, mình sẽ bắt đầu bằng cách trang trí ly này bằng siro sô-cô-la. Chỉ có cách chuyên gia thực sự mới làm điều này thôi. Đấy, bây giờ nhúng nó vào như thế này. Và một cái ly đã gần như xong rồi. Dùng rất là ngon rồi đấy. Bây giờ mới là bắt đầu đây này. Chúng ta sẽ cho sữa vào trong máy xay. Và tất nhiên là một vài thìa kem. Margo rất là thích dâu tây, vì vậy cốc tai sẽ là dâu tây. Và... Nào, bơi xay thôi. Bây giờ mình sẽ đổ nó lên vào như thế này nhá. Và bây giờ thì những bước cuối cùng. Mình không thể để nó như thế mà đúng không? Quá dễ dàng. Wednesday đang làm gì vậy? Nào, mọi thứ đã sẵn sàng chưa? Phòng thí nghiệm đã làm rất là tốt đấy chứ. Đấy, bây giờ thì mình sẽ làm thôi. Mình sẽ làm món sữa ly cốc tai ngon nhất. Bây giờ chỉ cần đổ một vài lọ chất lỏng bí ẩn vào đây thôi. Đúng rồi, đây là cái hàng rất là bí mật.
Bây giờ thì đến lúc phải làm một ít rồi. Đây, một cái này rất rất là quan trọng. Tốt hơn rồi đấy. Làm nóng lên. Vậy là mọi thứ đã sẵn sàng rồi. Bây giờ mình sẽ đổ mọi thứ còn lại vào. Chúng ta sẽ cần 2 viên đá khô. An toàn là quan trọng, vì vậy hãy đeo găng tay nhé. Và chúng ta sẽ đổ nước uống vào ly. Ôi, mình đã xong ly cốc tai này rồi, hay đúng không? Ôi, không. Nó là rất thần kỳ. Oh wow, mọi người đã làm một cái gì đó rồi. Nào, đây là tủ lạnh của tớ. Wow, trời à, mọi thứ đã gần như xong rồi. Mình sẽ cho cả Huva vào nhớ. Và thêm cả một vài gel nữa. Ôi trời à, cái này ok thế. Ổn quá. Wow, đây là cái gì nữa đây? Ôi, thêm cả kẹo nữa. Và thêm kẹo nữa cơ. Và cả cuối cùng, mình sẽ cho Fanta và Sprite vào. Thật là tuyệt vời. Bây giờ thì đóng cái này vào nhá. Và lắc nó lên nào. Tuyệt lắm. Và tất nhiên là đừng có quên cho cái ống hút vào nữa nhá. Wow, mình rất là muốn thử lắm rồi. Wow, mọi thứ thật là tuyệt vời. Ôi, loại ly cốc tay này trông thú vị thật đấy. Ôi, trời ạ, chuyện gì xảy ra vậy? Ôi, mình không thử nữa đâu, nó sợ lắm. Wow, trời ạ, cái này là cái gì mà tuyệt vời thế này? Thử nào. Ôi, đây là những gì mình muốn. Trời ạ, còn có cả những đồ ngọt nữa. Ngon quá, tuyệt vời. Ồ, lại còn một cái cốc nữa, suýt thì quên. Để xem nào. Ôi, trời ạ, nhiều đường quá. Cái này ngon thật đấy. Vôi, vị này ngon, vậy là nó chiến thắng. Bạn lại muốn gì nữa đấy? Wow, bánh mì nướng với mứt sao? Quá dễ dàng đó. Là một người chuyên nghiệp, mình không đủ khả năng để nấu hoặc ăn bánh mì mà làm sẵn rồi. Đó chỉ là hóa học và không ngon thôi. Mình sẽ làm bánh mì riêng của mình. Công thức này do mẹ đã đưa cho tớ. Và tất nhiên là bà cũng đưa cho mẹ. Và như vậy. Nào, thêm một ít màu nữa. Và chúng ta cùng lăn nó ra thôi nào. Bây giờ thì mình sẽ cho vài lớp vào với nhau. Và quấn nó vào như thế này nhá. Đấy, thế là một chiếc bánh mì cầu vồng đã sẵn sàng rồi. Bây giờ thì chúng ta cùng nướng nó lên thôi. Nào, bây giờ thì đợi nó nhá. Mình sẽ nấu bằng cách riêng của mình. Kiểm tra bánh nướng của mình đi. Mình sẽ cho bánh này vào. Tay. Ôi trời ạ, biết ngay mà. Mình rất là thích lửa. Bây giờ thì cái này ổn rồi đấy. Và bây giờ thì cho thêm một ít Tabasco vào. Mình nghĩ sẽ không sao nếu mà cho thêm một ít như thế này nữa đâu. Ôi, vậy là bánh mì đã sẵn sàng rồi. Ôi, mình sẽ cố gắng sẽ không ăn hết. Nhưng mà nó thực sự rất ngon đấy chứ. Và cắt nó thôi nào. Tuyệt lắm. Ôi, nhìn không giống lắm. Nhưng mà chúng ta cùng sửa một chút nhá. Hoàn hảo. Mình sẽ đổ thêm kem lên trên. Thêm một ít hoa quả. Ôi, và thêm một miếng bánh nữa. Chúng ta hãy cắt và đợi em ấy ăn thôi. Ôi, mình đang đợi bánh mì chín. Được rồi. Ôi, tuyệt quá. Nó thật là đẹp. Thật tốt là nó không bị cháy đây. Ôi, mình đã làm theo rất là cẩn thận. Và bây giờ thì Nutella nhá. Ôi trời ạ, Nutella hạt ngon tuyệt vời. Trời ạ, ngon quá Margot. Ngon quá. Ôi, không, tay kẹt rồi, cứu tôi với.
Tất nhiên rồi. Ôi, nhưng mà cẩn thận nhá. Nào, bắt đầu thôi. Không, 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 không. Mình không cần nữa đâu. Ừ, mình sẽ cho cái này vào đây. Nhìn trông ổn đấy. Và bây giờ chúng ta cùng làm nắng nó nhá. Ê, bánh mì của mình đâu? Mọi người sẵn sàng chưa? Hoàn hảo. Margot, em có thể ăn được rồi đấy. Wow, trời ạ, mùi thơm quá. Mình sẽ bắt đầu với cái này nhá. Wow, trời ạ, nhìn giống như bức tranh vậy. Ui, ngon thế. Hơi khô, nhưng mà cũng ổn thôi. Cái này là cái gì nữa đấy? Thôi được rồi, thử thôi nào. Nào, xem Wednesday nghĩ gì. Ôi, trời ạ, cay quá, cay quá. Trời ạ, như này không ổn đâu. Ôi, thế còn đây là gì? Trời ạ, cái gì đó rất ngon. Wow, trời ạ, nó chỉ không nhìn ngon mà vị còn rất là tuyệt vời. Mình rất yêu nó, đây là chiến thắng. Wow, đầu bếp, xin chúc mừng nhá. Mình muốn các bạn làm hài lòng mình với kem trong vòng đầu tiên. Ôi, kem sao? Mình chưa bao giờ nấu kem. Mình hy vọng mình sẽ thành công. Hy vọng kem lạnh. Điều đó có nghĩa là mình không thể thiếu đá được rồi. Cần xay đá bằng sinh tố và xay thật là nhuyễn nó ra nhé. Jess, tôi nghĩ cậu quên mất đậy nắp xay sinh tố rồi. Nhưng không sao, hãy để cục đá sau gáy là một bài học cho cậu nhé. Ai, tại sao tệ quá, kêu tớ với lạnh thế. Này nhá, không buồn cười chút nào đâu. Nhưng phải thừa nhận rằng cú ngã thậm chí còn hữu ích. Tớ tìm thấy cái nắp rồi. Và bây giờ tớ có thể nghiền đá một cách an toàn hơn. Sẵn sàng rồi. Bây giờ nước đá này cần phải chuyển vào trong ly và có thể ăn dễ dàng hơn. Bây giờ còn một cái. Bây giờ mình sẽ đổ cái này vào. Với những cái nước này rất hay, mình sẽ cho Fanta vào và nó sẽ có vị rất là tuyệt vời. Tuyệt đúng không? Ôi trời ạ, đây là kem gì chứ? Đây chỉ là đá phủ soda thôi. Đây là máy thần kỳ của tớ gần như đã làm xong món kem rồi. Đấy. Tiếp theo, cần mở cái khuôn ra. Và cẩn thận, đổ kem vào trong đó. Đấy, sau đó mình sẽ nhận được một chiếc bánh kem thực sự. Ui, cái này có phải rất tuyệt vời đúng không? Bây giờ dùng cái này nhá. Mình sẽ bỏ những cái thứ mà không có tuyệt vời lắm và nó sẽ hoàn hảo như thế này này. Bây giờ mình sẽ cho vào trong tủ lạnh để cho nó đông đá. Cái này sẽ rất là ngon đây, các bạn sẽ thấy thôi. Tiếng gì vậy? Ôi, mọi người nhàm chán quá. Mình có cách nghiền quả mọng thú vị hơn rất nhiều lần so với loại kem của các bạn. Sẵn sàng. Bây giờ mình không cần cưa nữa. Quả mọng này rất ngon. Nhưng điều này là không đủ đâu. Và bây giờ mình sẽ cho sữa kiêu dẻo và hành động rồi nhá. Chắc chắn mọi người đều rất thích chúng. Bây giờ chỉ cần ngoái thật đều lên thôi. Bây giờ đến lúc phải dùng nitơ lỏng làm kem tớ sẽ đông đá vào. Đấy, thế là có thể bỏ ra được rồi. Bánh của tớ gần như sẵn sàng rồi. Bây giờ mình sẽ bỏ cái khuôn này ra. Và thêm cái khác, mình sẽ làm bánh của mình rất nhiều lớp để trông giống như là một cái ngôi đền thực sự. Đấy, bây giờ mình sẽ cho thêm cả sô-cô-la vào nữa. Và mình sẽ phục vụ món kem của mình trong một chiếc cốc rất dễ thương, có hình đầu sọ. Mình nghĩ là trông nó rất là tuyệt vời. Nhưng lâu đài của đầu bếp này trông rất là tuyệt. Mình không muốn anh ta thắng đâu. Nhưng chúng ta sẽ phải thổi nó lên một chút thôi. Một chút thuốc nổ là hoàn hảo cho việc này. Đấy, bây giờ thì mình có thể làm việc tiếp rồi. Các bạn hãy nhìn xem, trông rất là giống não, quá là đẹp. Oh wow, cái này tuyệt vời quá. Oh, trời ạ,
Mình vẫn chưa bao giờ nhìn thấy cái này đâu. Cần phải thử nó. Nhưng mà từ từ đã, bỏ cái này cuối cùng. Đầu tiên mình sẽ thử cái khác nhé. Thử nào. Ôi, trời à. Ôi, đây là nước với cả soda hay sao ấy. Bây giờ mình sẽ thử cái này nhé. Trông rất là tuyệt vời đấy. Ồ, kẹo dẻo sao? Rất tuyệt vời. Ừ, vị rất là tuyệt vời. Nhưng mà cái tiếp theo là cái tuyệt vời nhất. Mình sẽ thử cái lâu đài này. Nào, đầu tiên mình sẽ ăn bánh quế. Cái này là quá tuyệt vời, cực kỳ ngon. Mình muốn ăn từng chiếc bánh là một. Ôi, trời ạ. Ôi. Ôi, cái gì vậy? Trời ạ, chiếc bánh của tớ. Thế là hoạt động rồi nhá. Không, trời ạ, cái này quá nguy hiểm. Người chiến thắng trong vòng này là Wednesday, xin chúc mừng. Mình đã nói rồi mà, chuẩn bị sẵn sàng đi. Trong vòng thứ hai, mỗi một người phải làm cho mình một bánh pizza. Thú vị thật đấy. Đúng vậy, nhưng mà tớ cũng chưa bao giờ nấu pizza. Nhưng mà hy vọng là tớ có thể làm được. Bột là thành hơi cứng rồi đấy. Tớ sẽ làm bánh pizza kẹo đầu tiên trên thế giới. Đấy, Sophie rất thích đồ ngọt. Vì vậy tớ có một cơ hội để chiến thắng rồi. Đầu tiên tớ cần làm tan chảy kẹo dẻo của tớ. Tớ sẽ làm điều đó với máy xé tóc. Sẵn sàng rồi. Bây giờ thì mình sẽ lấy bỏng ngô và kẹo dẻo. Hỗn hợp này nhìn thôi trông đã thấy ngon miệng lắm rồi. Và mình vẫn còn chưa trộn kỹ đâu. Nào, bây giờ thì trộn thật kỹ nhé các bạn. Đây là những gì mình hiểu. Cơ sở dành cho bánh pizza. Trông nó ngon lắm sao. Ôi, trời ạ, bàn tay này là gì vậy? Đây không chỉ là bàn tay. Đây là tay của mình. Tay sẽ trộn những chiếc bánh pizza này. Trông nó làm cũng được đấy chứ. Trông buồn cười thật đấy. Chỉ là tay chưa có kinh nghiệm thôi. Được rồi, đừng nói nữa. Thời gian để nấu bánh pizza rồi. Cần làm một chiếc bánh từ bột. Sau đó phết nó bằng một bột cà chua. Như này này. Tiếp theo mình sẽ lấy phô mai và phát huy nó tác dụng. Dùng nó, mình sẽ vẽ một cái này rất hay. Đó chưa phải là tất cả đâu. Bây giờ mình sẽ cần ô liu. Ôi, những con nhện rất là tuyệt vời. Thật là buồn khi nó không phải thật. Ôi, các bạn ơi, mình đã làm bánh pizza trong suốt phần công việc của mình rồi. Đấy, pizza của mình sẽ là phô mai rất nhiều màu. Và nó sẽ rất là đẹp đây. Ôi, vâng, cái này trông thật là tuyệt vời. Còn bánh pizza của mình sẽ nướng nhờ súng phun lửa. Đi thôi nào. Tuyệt lắm. Ê, ai cho phép mang súng phun lửa vào bếp vậy? Trời ạ, mặc dù bánh pizza của mình cũng sẵn sàng, vậy thì mình cũng cảm ơn Wednesday vậy. Wow, của Wednesday đã xong rồi sao? Bây giờ mình cần phải nhanh chóng thêm các đồ ngọt vào sao thôi. Ví dụ như là rất là nhiều Nutella. Thêm kẹo dẻo nữa. Và tất nhiên là cả kẹo Skittles. Ôi, nào Sophie ăn đi. Wow, trời ạ, tất cả pizza trông thật là ngon miệng. Mình sẽ bắt đầu từ cái bánh pizza ngọt ngào này. Ăn cái này bằng tay không ổn lắm đâu. Vị rất ngon, nhưng mà quá là ngọt. Bây giờ mình sẽ thử bánh pizza từ Wednesday. Trời ạ, nhìn trông bánh pizza trông cũng đáng sợ đấy. Cái này trông rất là... Từ từ đã, đây là ô liu sao? Nhau ơi, mình ghét ô liu. Kinh tởm. Bây giờ chỉ còn bánh pizza từ đầu bếp nữa thôi. Mong là nó sẽ làm mình vui. Trông thật là tuyệt vời. Ồ, trời ạ, mình rất là thích cái này. Các bạn hãy nhìn xem nó kéo dài như thế nào. Nào, không còn cái gì nữa đâu. Đây là bánh pizza ngon nhất trong phòng này. Xin chúc mừng. Ôi, mình đã cảnh báo rằng bánh pizza làm cả đời rồi mà. Còn vòng cuối cùng này, mình sẽ muốn một chiếc bánh cupcake ngọt ngào. Sẽ được thực hiện thôi. Jess, có thể cậu sẽ bỏ điện thoại của cậu đi không? Cậu không nghe thấy gì sao? Thôi được rồi, bỏ tay ra. Đấy, bây giờ đến lúc phải nấu rồi. Ok, ok.
Tớ sẽ làm cho Sophie một chiếc bánh cupcake khác thường trong cốc. Để làm điều này, mình sẽ thêm cacao vào. Và thêm một ít bột mì vào đó. Và bây giờ, mình sẽ cho thêm một quả trứng sống vào. Một ít đường. Và một ít soda. Nói chung là, bây giờ là sữa nữa. Đấy, bây giờ mình sẽ trộn đều tất cả mọi thứ lên. Nào, mình sẽ dùng cái thứ này để trộn lên nhá. Bé nhưng mà rất là mạnh đấy nhá. Nào, bây giờ thì cố gắng lên nào. Và sau đó, mình sẽ cho vào trong lò. Bây giờ, chỉ cần đợi một chút nữa thôi. Các bạn hãy nhìn xem, nó rất là nhanh. Ồ, xong rồi này. Mình sẽ bỏ nó ra nhé. Ồ, wow, thật là tuyệt vời. Đấy, cái này ở dưới hay đấy. Nhưng mà vẫn phải trang trí nữa. Đúng rồi. Mình sẽ dùng kem này. Mình nghĩ là xong rồi đó. Và thêm nữa, mình sẽ cho cả M&M vào. Các bạn hãy nhìn xem. Trời ạ, nhìn trông đẹp chưa này. Tớ thấy rất là vui. Tớ nghĩ Sophie cũng sẽ rất là thích đây. Ôi trời ạ, ai gõ vậy? Ôi, cậu làm gì vậy? Không có gì đặc biệt cả. Tớ chỉ đang nghiền nát những chiếc bánh quy Oreo thôi. Đấy, đúng rồi. Đấy, thế là chiếc nền của bánh của mình sẽ là cái này. Bây giờ mình sẽ đổ cái này vào đây. Đấy, bây giờ mình sẽ cho thêm cả siro sô-cô-la nữa. Thứ không thể thiếu được. Bây giờ thì khối lượng thu được. Mình sẽ khuấy thật kỹ. Và làm những chiếc bánh nướng nhỏ từ nó. Sẵn sàng rồi. Tớ nghĩ là Sophie sẽ rất là thích nó đấy. Wednesday, điều này trông thật là nhàm chán. Các bạn không biết làm bánh nướng nhỏ đâu. Nó thậm chí còn không phồng lên kìa. Còn của tớ thì chắc chắn rồi. Bây giờ chỉ cần đổ nó vào trong lò nướng nữa thôi. Và cho vào trong lò. Xong rồi đấy. Bây giờ để lót ly những chiếc bánh nướng nhỏ này, mình sẽ làm nó bằng những chiếc ly chứa đồ ngọt khác nhau. Đấy, như các bạn biết, quá nhiều kẹo là không bao giờ. Hãy nhìn xem nó đẹp làm sao. Trông nhìn chúng ngon hơn đấy. Còn bây giờ đến lúc phải trang trí bánh rồi. Và tại sao không làm khuôn khác nhau nhở? Với chúng như này cupcake sẽ còn xinh xắn dễ thương hơn nhiều. Ôi, trời ạ, nhìn ngọt ngào quá. Đây, chiếc bánh của mình sẽ có hình dạng ngôi mộ từ zombie sắp xuất hiện. Tớ nghĩ đây là một ý tưởng tuyệt vời. Và hãy nhìn xem nó tuyệt như thế nào. Và ở trên, mình sẽ cho thêm cả sô-cô-la nữa. Tuyệt. Đấy, trông giống như một bộ phim kinh dị thực sự. À, mình có một ý tưởng khác rồi. Bây giờ, đến đây nào tay. Ôi trời ạ, cái gì nữa đây? Trời ạ, sợ quá. Ôi không, cupcake tội nghiệp của tớ, tớ phải làm gì bây giờ? Tay, bây giờ sẽ có một chiếc bánh cupcake thật là tuyệt vời. Đấy, bây giờ thì có thể sửa chữa mọi thứ. Dừng lại, tớ vẫn kịp nướng lại. Trời ơi, cái này vào đây, cái này vào đây. Ui, thêm một chút nữa thôi và mọi thứ đều ổn. Ê, dừng lại, đủ rồi. Mình muốn ăn thử bánh. Thú vị thật đấy. Sam ơi, lần này làm không thành công rồi. Wednesday, cậu lại làm một cái gì đó đáng sợ. Tớ chưa bao giờ nhìn thấy chiếc bánh nướng có hình ngôi mộ trước đây. Nhưng mà phải thừa nhận rằng trông nó rất là ngon. Trời ạ, cái này ngon thật đấy. Ôi, cái này là cái gì nữa đây? Một cái tay bị cắt đứt sao? Thật là đáng sợ. Trời ạ, không ăn nó đâu, đáng sợ quá. Yes, tất cả là dành cho chị đấy. Ồ, cái này trông ngon miệng thật đấy. Mong là nhìn nó ngon hơn. Ồ, wow, cái này thực sự là rất tuyệt vời. Chết, chúc mừng chiến thắng nhé. Yeah, cuối cùng tớ cũng thắng rồi. Tớ vui quá.
Ôi, có cái gì ở trên vai bạn ấy đấy? Ôi, à đúng rồi, đầu tiên mình muốn ăn bánh nhá. Ừ, món này thì mình có thể làm được, quá đơn giản. Bây giờ thì đập trứng vào, sau đó cho bơ vào, và tất nhiên là đường. Tất nhiên là phải ngoài hết mọi thứ lên. Làm tốt lắm, đúng không Wednesday? Nào, làm đi tay. Đầu tiên cho bột mì. Ừ, cho vào trong này. Sau đó đổ sữa vào. Rồi đập quả trứng vào đấy. Ừ, đúng rồi, đừng quên cả đường nữa nhá. Bây giờ thì trộn tất cả mọi thứ lên. Còn mình thì sẽ cho một cái gì đó từ bản thân. Ừ, đúng rồi, như này chắc chắn là được hơn rồi đấy. Làm tốt lắm tay. Cái gì? Bàn tay chuẩn bị mọi thứ cho cậu ấy rồi sao? Ồ, wow. Thôi được rồi, Ben, bình tĩnh lại đi. Cần phải nấu ăn. Mình sẽ lấy bánh nướng và làm lớp đầu tiên từ chúng. Sau đó phủ lớp kem tươi lên trên. Và từ cái bánh nướng nhỏ hơn. Và thêm cả kem ở trên nữa. Đấy, thế là vài được tầng rồi. Ngon thật đấy. Ui, tay đang làm gì vậy? Sao? Bánh của mình gần như sẵn sàng rồi. Ờ, tay đâu? Có ai nhìn thấy nó không? Thôi được rồi, mình sẽ cắt nó ra. Mình dùng dao và sẽ bỏ đi những thứ không cần thiết. Ôi, may mà tay đã giúp cho mình làm cái này rồi. Đấy, đây là những gì mình cần. Đây sẽ là não thực sự. Ôi trời ơi, nhìn trông đáng sợ thế không biết. Bánh sẽ không tự làm đâu, mình sẽ phải làm tiếp thôi. Mình sẽ cho kem vào đây nữa. Và không quên là phải quệt nó ra thật là đều. Đẹp quá. Nhưng mà bánh vẫn chưa đủ đồ trang trí. Bây giờ mình sẽ làm điều đó. Trong cái này mình sẽ cho sô-cô-la vào. Và để làm nhanh, mình sẽ dùng cái này. Sau đó mình sẽ cho thêm sô-cô-la vào đây. Và tất nhiên là những cái hạt này nữa. Thêm một vài điểm này nữa. Và mình sẽ làm được M&M thực sự. Mình sẽ trang trí nó ở đây như thế này. Và ở trên đổ M&M vào. Đấy, thế là sẵn sàng rồi đấy. Ôi trời, quá ngọt. Mình chắc là sẽ cho thêm siro này vào đây nữa. Và mắt không thiếu mắt được. Như này tốt hơn rồi đấy. Ui, mình rất là đơn giản. Và cho một đống topping vào. Wow, Wednesday. Ui, hình như bánh của cậu đang di chuyển. À, tất nhiên rồi. Đây là não mà. Ôi trời à, bánh này. Ôi, cái gì thế này, sợ thế. Ôi, tất nhiên là mình sẽ thử cái này của Ben. Trời à, đây chỉ là kem với cả bánh bình thường thôi mà. Ngon nhưng mà không ổn. Thôi được rồi, bây giờ mình sẽ thử từ bánh này nhá. Ôi trời à, bánh này ngon quá. Trời ơi, và nó rất là ngon đấy chứ. Mình nghĩ là bánh còn ngon hơn nữa. Quá tuyệt vời. Ôi, đến lúc phải thử cái bánh này rồi. Mong đây không phải là máu thật. Từ từ đã. Ồ, đây là siro dâu tây mà. Còn đây là kẹo dẻo mát. Rất là ngon. Wow, trời ơi, bánh ngon quá đi mất. Wednesday, cậu thắng rồi nhá. Tớ không thể nào mà dừng được. Ôi, Wednesday, xin chúc mừng. Trời ơi, mình rất là thích cái bánh này. Từ từ đã, nó đang di chuyển sao? Cái này là cái gì đây? Trời ơi, đây là tay sao? À, kêu. Trời ơi, bỏ nó ra khỏi đầu mình đi. À, tay đây rồi. Sao rồi? Như này cũng được. Mình muốn ăn pasta. Ôi trời ạ, à, mì sao? Quá là đơn giản. Ôi,
có mìn nấu nhanh mà. Đấy, sẽ làm nhanh thôi. Mình sẽ đổ nó vào như thế này và đợi nước sôi. Quá đơn giản. Ôi, trời ơi, đáng sợ quá. Wednesday đã cho một đống run lên trên đĩa. Trời à, chắc chắn là bạn ấy không thích đâu. Mình sẽ vứt cái này đi nhớ. Ôi trời ạ, vứt hết cả đồ ngon đi rồi. Thôi được rồi, thích thì làm mì ống cũng được. Mình sẽ lấy thạch và cho nước vào đây. Thêm một ít màu đỏ vào. Cái này được rồi đấy. Sau đó mình sẽ cần cái này. Mình sẽ cắt cái đống ống này đi và cho nó vào, đổ vào như thế này. Mình sẽ bỏ Oreo ra làm đôi, ăn cái phần bên trong vậy. Nó rất ngon. Bây giờ từ những cái vỏ này mình sẽ thật là làm nhuyễn nó ra. Đấy, những thứ còn lại mình sẽ lấy ra từ ống hút. Trông cũng giống run đấy phết chứ nhở. Mình sẽ cho nó lên trên như này này. Wednesday đang nghĩ ra một cái của mình. Nhưng mà mình sẽ tự làm mì. Đấy như này. Bây giờ thì đun sôi nó lên. Ôi mì ống sao? Tại sao phải khó khăn như vậy? Nếu có thể đổ nước sôi vào trong là vào hoàn thành. Bây giờ đóng nắp lại vào. Nào đóng nắp vào mà. Đóng nắp vào. Trời ạ, không đóng được. À, nghĩ ra rồi. Mình sẽ tan chảy nó trong bàn á ủi. Học đi Betty. Trời ạ, có cái gì để học chứ. Đấy, pasta đã xong rồi. Đến lúc phải chia nó lên. Ôi, trời ạ, quá tuyệt vời. Ở trên, tất nhiên là thật nhiều phô mai rồi. Và tất nhiên là cho thêm cả cà chua vào nữa nhá, để trang trí. Đẹp quá. Ôi, quá nhiều năng lượng. Mì mình của mình cũng ngon như vậy. Bây giờ sẽ mở nó ra. Ôi, trời ạ, mình đóng kín quá rồi. Biết làm sao bây giờ. Chính xác. Mình sẽ gắn kẹo ống bằng kẹo cao su. Như này, nó sẽ còn tiện hơn. Ta-da. Mì đã sẵn sàng. Của mình cũng vậy. Ôi trời ạ, các bạn chuẩn bị cái gì đấy? Có lẽ mình bắt đầu với lựa chọn an toàn nhất. Ôi, nó có quá khô không? Nhìn trông lạ thật đấy. Trời ạ, mì gì mà mì khô ấy, cũng tạm được thôi. Trời ạ, còn đây là ấu trùng trong đất sao? Hình như không phải là sống. Ôi, thôi được rồi, để mình thử vậy. Ồ, Paige, cậu có thể làm được. Ôi, chờ đã. Trời ạ, cái này rất là ngon. Đây là thạch và Oreo. Còn tiếp theo, có vẻ như là cái này sẽ không cần. Nếu mà mình hiểu đúng thì cần phải cắm nem vào đây. Eo ơi, đây là kẹo cao su đã nhai rồi mà. Nào để thử. Ồ, mì ngon phết đấy chứ. Nước rất ngon. Và mì cũng vậy. Ben, anh thắng nhá. Mình rất thích món này. Nghiêm túc sao? Mình đúng không? Ồ vâng. Ôi xin lỗi nhá.